Mai Thiên Vân xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Music Box trên YouTube của Thúy Nga. Thì trong thời gian gần đây thì quý vị biết là anh chị em nghệ sĩ không có đi hát và không có được gặp gỡ khán giả của mình. Nên là đó là một cái điều làm mọi người cũng như là Mai Thiên Vân rất là nhung nhớ. Nên là một số anh chị em có những cái hình thức khác nhau để gặp gỡ khán giả của riêng của mình. Giống như có người thì livestream, nhưng mà Mai Thiên Vân thì chưa có quen livestream, nên là hôm nay Thúy Nga và Mai Thiên Vân thực hiện một cái chương trình này để Vân có thể tâm tình trò chuyện cùng quý vị, cũng như là hát cho quý vị nghe một số bài hát mà gắn liền với những kỷ niệm của Vân, cũng như là những bài hát mà Vân đã yêu thích từ xưa mà chưa có dịp hát cho quý vị nghe, hoặc là những bài hát được quý vị yêu cầu. Thì sau đây là một bài hát nói chung là cũng hơi bình dân chút xíu, nghe người bình dân hay nói là nhạc mùi đó. Thì Vân xin tặng quý vị bài hát của nhạc sĩ Đài Phương Trang, bài hát được mang tên Đừng Nhắc Chuyện Lòng. Gặp lại nhau, cúi mắt ngỡ ngàng đường ai nấy đi. Giờ em vẫn đã đóng thuyền, cuộc đời con gái qua rồi. Từ ngày bước sang thuyền hoa. Đừng gieo
đó xin chôn vùi. Đừng gieo thêm nỗi than sầu, trời cao sao quá khờ khờ, tình đầu đó. Quý vị thấy như thế nào? Nhưng mà em không biết quý vị nghĩ sao, nhưng mà riêng em thì cảm thấy rất là hồi hộp. Bởi vì thường đi hát live ở ngoài với khán giả bình thường thì không có lo lắng gì hết. Nhưng mà đây là một cái chương trình xuyên suốt và Vân phải vừa hát vừa trò chuyện. Ở ngoài thì có MC có thể hỏi Vân cái gì Vân trả lời. Nhưng mà ở đây là Vân phải tự suy nghĩ ra rồi nói cho quý vị nghe, chia sẻ quý vị. Thì nếu mà có gì sơ sót thì Vân mong rằng quý vị bỏ qua cho em ha. Thì đôi chút tâm sự về cái sự khởi đầu của Vân. Thì Vân qua Mỹ năm 2007, đến nay là được 13 năm. Thời gian qua rất là nhanh và có rất là nhiều kỷ niệm, cũng như là quý vị đã yêu thương em suốt một cái thời gian dài như vậy. Đó là một cái niềm vui của em cũng như là một cái sự hãnh diện. Và trong năm 2017 thì đúng 10 năm thì Trung tâm Thúy Nga có tổ chức cho em một cái live show Mai Thiên Vân, chủ đề là Nhật ký đời tôi. Và sau cái chương trình đó thì có phát hành DVD và bây giờ có để trên YouTube của Thúy Nga. Và quý vị đã ủng hộ cho em và xem cái chương trình đó hơn 2 triệu view. Thì đó là một cái điều khích lệ cho em rất là lớn. Thì mong rằng quý vị nếu yêu thương Trung tâm Thúy Nga cũng như Mai Thiên Vân thì xin quý vị cứ xem nhiều hơn nữa để có thể có những cái chương trình, những cái tác phẩm mà Mai Thiên Vân cũng như Trung tâm Thúy Nga sẽ gửi đến quý vị tiếp theo. Thì trong cái live show đó thì có một bài hát mà đáng lẽ là hát theo điệu tango, nhưng mà riêng Mai Thiên Vân nói nghĩ là nếu mà hát theo tango thì nó sẽ không có tự sự mấy, em lại thích một cái gì đó nó tự sự hơn và nó tâm tình hơn, nên là Vân hát theo một cái nhịp điệu khác để gửi đến quý vị. Đó là bài hát của nhạc sĩ Vân Tùng, bài hát được mang tên Một Phút Suy Tư. Vân xin mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Thank you.
Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và vừa rồi là bài hát thứ hai mà em gửi đến quý vị. Thì theo cái tiến độ của từng bài hát thì có thể là Mai Thiên Vân sẽ đỡ hồi hộp hơn với quý vị. Thường là hát xong là có tiếng vỗ tay hay là này kia thì mình sẽ đỡ lo lắng hơn. Nhưng mà bây giờ là phải vừa hát xong phải im lặng chút xíu để, bởi vì nếu mà quý vị vỗ tay sẽ vào cái micro này thì... Vâng, rất là cần cái sự ủng hộ của quý vị. Thì sau đây là một bài hát mà có thể nói là Vân đã rất là thích mà từ nhỏ đã mê rồi, nhưng mà chưa có dịp hát. Và đặc biệt quý vị biết không là Mai Thiên Vân rất là thích nghe bài hát này với tiếng hát của cô Hoàng Oanh. Thì sẵn đây Vân cũng xin chia sẻ một chút xíu về cô Hoàng Oanh với kỷ niệm với Vân là không hiểu tại sao mà Vân lại yêu thích tiếng hát của cô. Chắc có lẽ là do một cái gì đó truyền từ cha của Vân qua Vân. Bởi vì sau này Vân mới được biết là mỗi khi mà cha nói với Vân là mỗi khi cha đi làm ruộng về mà nghe cô Hoàng Oanh hát thì tự nhiên cha cảm thấy bao nhiêu cái mệt mỏi của mình nó tan biến đi. Nên là rất là trùng hợp sau này Mai Thiên Vân cũng yêu thích tiếng hát của cô Hoàng Oanh và nghe rất nhiều bài hát của cô. Thì trong một trong số những số bài mà Vân thích nhiều đó, đó là bài hát Chuyến Tàu Hoàng Hôn của nhạc sĩ Minh Kỳ và Hoài Linh. Thì hôm nay Vân mới có dịp được trình bày cho quý vị nghe, nên là Vân xin quý vị thưởng thức bài hát này, nghe Mai Thiên Vân hát nha quý vị nha. Dạ. Tâm tư cô đơn
trăm nghìn mối hương theo một bóng người. Tà sương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ. Thiên Vân xin cảm ơn quý vị. Quý vị thấy bài hát Chuyến tàu hoàng hôn khó hay dễ? Nhưng mà đối với Mai Thiên Vân thì thấy cái bài hát này thật sự là khó chứ không phải dễ hát. Nhưng mà Mai Thiên Vân ấp ủ cái bài hát này lâu lắm rồi nên là có dịp để hát cho quý vị nghe. Nhưng mà hát live thì dĩ nhiên sẽ không có hoàn hảo được 100%. Nên là có những cái chỗ nào mà sơ sót thì quý vị bỏ qua. Thì cùng với cái dòng nhạc này, Mai Thiên Vân xin quý vị thưởng thức một bài hát của nhạc sĩ Hàng Châu mà gắn liền với kỷ niệm của em rất là nhiều. Bởi vì ngày xưa cô chính của em, tức là em út của cha em đó, thì cứ ea hát cái bài này hoài mà em không có hiểu. Em nói ủa Hỏa Châu là gì, Hỏa Châu là gì chính. Thì tuổi nhỏ mình đâu có biết đâu, tại ít có ai nghe ai nói cái từ đó. Thì em cứ hỏi, em cứ thắc mắc là Hỏa Châu là gì. Thì tại vì đâu ít có nghe cái từ này. Thì sẵn đây hôm nay có một người anh, đó là anh Trung Nghĩa. Thì quý vị thấy anh Trung Nghĩa rất là ngầu với ông. Hôm nay là đánh cho Mai Thiên Vân một mình nhưng mà đánh ba cây đàn. Thì sẵn đây thì anh Trung Nghĩa sẽ chào quý vị khán giả cũng như là có thể giải thích cho em được Hỏa Châu là gì không anh Nghĩa? Trước tức là anh Nghĩa rất vui mà hôm nay là anh em mình lại là có mặt trong cái một cái show chương trình rất là đặc biệt này, và anh cũng cảm ơn Thúy Nga, Trung tâm Thúy Nga đã có nhã ý để anh em kết hợp anh em mình. Thì em còn nhỏ quá, cái thời của em á chắc không biết Hỏa Châu là đúng rồi. Hồi xưa đó thì cái thời trước 75 máy bay nó thả cái thế sáng để mà ví dụ hướng dẫn cho đánh những cái quân đội đi trong đêm hoặc là cái gì đó, thì nó là cái Hỏa Châu nó sáng. Thì người ăn đêm á, xong em biết không, xong mỗi qua cho nó có cái dù. Thì khi nó rớt, người dân làng người ta hay lụm cái dù đó về. Cái dù người ta về người ta làm may áo hay là cái gì đó. Thì nó vô đêm á, nó bay vậy nè, nó thả vùng này vùng kia để nó điểm quân rồi đó. Mà em quá nhỏ. Dạ em cảm ơn anh Trung Nghĩa đã giải thích cho em. Cũng như là phía xa bên kia thì có Peter đánh percussion cho Vân trong ngày hôm nay nữa. Thì sau đây thì Vân xin mời quý vị thưởng thức bài hát Những Đốm Mắt Hỏa Châu, bài hát mà đã gắn liền với một cái thời thơ ấu của Mai Thiên Vân. Quý vị cùng lắng nghe nha. Anh ngồi tâm
rời cùng hoa châu xưa. Ôi đẹp làm sao màu hoa châu, đêm đêm tô son tô phấn những con đường, ôi những con đường mang nặng đau. Xin theo thói quen thì hát xong thì Văn hay cảm ơn quý vị khán giả lắm, mặc dù khán giả xem mình qua màn hình nhưng mà theo thói quen rồi, nên là sau bài hát thì Văn cảm ơn quý vị nha. Thì chắc là quý vị ngồi ở ngoài đó và không biết là có vỗ tay cho Mai Thiên Vân hay không, nhưng mà ở trong đây thì không có vỗ tay được, nên là mong rằng sau cái bài hát quý vị nghe thì quý vị cho em một tiếng vỗ tay để giống như em đang tưởng tượng, để khích lệ cho tinh thần của em quý vị ha. Thì sau cái bài hát gắn liền với tuổi thơ của em thì có một cái bài hát gần đây mà rất là nhiều người ưa thích cái bài hát này và cũng hay gửi lời yêu cầu cho những lần Mai Thiên Vân đi hát live show. Cái lời của nó lãng mạn và nó dễ thương lắm. Mà khi mà Mai Thiên Vân hát ở ngoài
thì hay tìm một cái người để diễn xuất cái bài hát này. Thường là hay nhờ một người MC, hay nếu không có MC thì Mai Thiên Vân nhìn xuống khán giả, nhìn một người khán giả để lấy làm cái nhân vật trong cái bài hát này. rất là dễ thương, rất là tình tứ quý vị. Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang. Bài hát được mang tên Chờ Đông. Trời đang mưa, anh ơi có phải trời đã sáng đâu? Mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ái ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho hay sao khi anh đã nguyện một đời yêu em, dù cho nét son kia phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi pha, gần bên em, cho em nở một nụ cười xinh xinh, từ đây những đêm trăng thanh bình, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau, từ đây những đêm trăng thanh bình, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện
Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Đúng là nãy nói là đó là cái thói quen sau bài hát, phải cảm ơn quý vị ha. Thì liên tục chương trình, Vâng xin kể một cái kỷ niệm nho nhỏ với một người nhạc sĩ mà mới vừa khoảng một tuần qua thì chú đã về bên kia thế giới, đó là nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. Thì vị có biết là khi mà em thi cuộc thi tiếng hát truyền hình ở Việt Nam đó, thì em nhiều khán giả nhớ đến em qua cái bài hát là Đau Xót Lý Chim Nguyên. Và bài hát này em hát của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. Thì sau đó thì khi em đậu giải thì về lại trường học của mình, đó là trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương 3, thì chú qua một cái sự quen biết của một số người thì chú biết em đang học ở trường đó, thì chú có liên lạc với Mai Thiên Vân. Sau đó thì Vân rất là mừng gặp Vũ Đức, nhạc sĩ nổi tiếng, thì lúc đó mình vui lắm, mình thích lắm. Trời ơi, mà được hát cái bài của chú nữa, mà bây giờ được gặp chú bằng xương bằng thịt. Tại vì sao, qua những cái bài của chú thì bài nào như Vân cũng thích hết, Đau Xót Lý Chim Nguyên hay là Điệu Buồn Phương Nam. Thì sau đó có đi dùng cơm trưa với chú và chia sẻ với chú, chú có tặng cho Vân một cái bài hát, nhiều bài hát chứ, trong một cái cuốn sách. Thường thường là cuốn sách nhạc thì mình hay có cái khổ như vậy, nhưng mà đặc biệt là Vân nhớ cái cuốn sách của chú tặng cho Vân, sách nhạc, là nó bề ngang như thế này. Và khi mà Vân về, Vân dở ra từng cái trang sách đó, thì có một cái bài mà Vân mới tin đối với Vân luôn trong cái khoảng thời gian đó, thì đó là bài hát Đàn và Dây. Thì sau đó thì chú có nhờ Vân thu một số bản hát demo mà về cái vùng miền của chú ở ngoài Đà Nẵng đó. Thì chú cháu có thỉnh thoảng liên lạc, và trường của Vân với văn phòng của chú làm việc gần nhau, nên là có thể đi bộ cũng tới được, và rất là trùng hợp. Thì trong cái niềm tiếc thương và chia sẻ cùng với gia đình, thì Mai Thiên Vân cùng Trung tâm Thúy Nga xin thành thật chia buồn cùng với gia đình của chú. Và trong chương trình này, Mai Thiên Vân và Trung tâm Thúy Nga cũng không có quên để thực hiện một bài hát để tưởng nhớ về chú. Mà bài hát mà Vân muốn gửi tặng chú đó là bài hát được mang tên Đàn và Dây. Xin mời quý vị cùng thưởng thức bài hát này. Sĩ có một cây đàn, đàn cha bô dây sa ba rê, tiếng tơ rung thanh thoát trong đêm hè. Người bạn gái hay đến thăm nhà, lặng lẽ nghe dây tơ ngân nga, tiếng hát đắm cũng những bài tình. Thank you.
nhạc sĩ có một cây đàn, đàn cha vô dây Savarin, tiếng tơ rung thanh thoát trong đêm hè. Người bạn gái hay đến thăm nhà, lặng lẽ nghe dây tơ ngân nga, tiếng hát đông cũng những bài tình ca. Khi ta vui cũng có một ngày biệt ly, Samare đàn đã đứt dây tơ rồi, cô gái đi lặng lẽ làm sao chàng nhạc sĩ đem đàn bán cho chờ đời. Và cô gái nhớ người ban đầu, nàng mùa bu dây xa ba rê, gửi con tim thương nhớ cho người về. Chàng nhạc sĩ đàn có dây mới rung lên thành nhạc, dây xa vắng đàn ngân nga với ai. Hai cái câu này rất là có ý nghĩa quý vị. Nếu mà không có người nhạc sĩ thì cũng sẽ không có ca sĩ. Và hai cái yếu tố đó nó gắn liền với nhau. Thì sẵn đây Mai Thiên Vân cũng xin cảm ơn các nhạc sĩ đã sáng tác ra những bài hát để cho Mai Thiên Vân cũng như các anh chị em nghệ sĩ có dịp để trình bày, cũng như là cùng tưởng nhớ đến nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. Và bây giờ là có anh Trung Nghĩa đang ngồi kế bên cạnh Mai Thiên Vân, đây cũng là một người nhạc sĩ. Thì sẵn đây thì nãy giờ em nói nhiều rồi, bây giờ anh Nghĩa có chia sẻ gì thêm nữa không? Nghĩa chia sẻ thứ nhất là anh em mình đã đi chung show rất là nhiều, từ bên trong nước đến Âu Châu. Anh em mình có những kỷ niệm rất là vui ở bên Âu Châu, đi lễ nhà thờ, đi xin Đức Mẹ rồi. Thì Vân là một ca sĩ mà anh rất quý, và ngoài cái giọng ca thì khán giả biết rồi, nhưng mà cái tâm tình anh em mình rất là hợp và đi chơi vui, mà lúc nào cũng trong cái tình nghĩa nghệ sĩ, mà Vân rất là hiền, rất là quý trọng mọi người. Anh Nghĩa biết Vân từ năm 2007, trong cái ngày đầu Vân bước tới đây. Yeah. Anh Nghĩa là người hòa âm cái bài đầu tiên cho Vân hát, hình như anh nhớ Thương Hoài. Dạ đúng rồi, bài Thương Hoài ngàn năm mà lần đầu tiên Mai Thiên Vân ra mắt khán giả ở bên Mỹ này, tại bà Trang Gà, nó cái chương trình live show của Thúy Nga tổ chức. Cho đến nay cũng 2007 20 mà anh em mình còn ngồi đây, đó là thứ nhất là cảm ơn tổ nghiệp, thứ hai Trung tâm Thúy Nga, tất cả những khán giả thương yêu đã cho nên mình ngồi tê. Thành ra anh chúc Mai Thiên Vân còn tới 2250 luôn. Cảm ơn Nghĩa đã có những cái lời thương mến đến em. Và thì anh thử nhắc lại thì cũng có kỷ niệm rất là nhiều với anh Nghĩa là chuyến đi châu vừa rồi mới tháng 12 ha. Dạ thì em cũng xin cảm ơn rất là nhiều. Thì sau đây là một cái bài hát mà Vân cũng theo yêu cầu của chị Thủy trong chương trình này, đó là một sáng tác của chị Mỹ Huyền, một cái bài hát rất là đơn phương và rất là dễ thương, một cái tình yêu của một cái cô gái dành cho một chàng trai nhưng mà chỉ giữ trong lòng thôi. Mà cái bài hát này cũng là một trong những bài hát mà khi mà ra CD trong những cái đợt trước thì bán rất là chạy. Thì sau đây thì Vân sẽ gửi tặng quý vị bài hát của chị Mỹ Huyền, đó là ca sĩ Mỹ Huyền đó quý vị. Bài hát được mang tên Kẻ Yêu Thầm.
trái biết bao giờ mới được yên thân. Nhớ anh rất nhiều nên lòng quạnh yêu. Ôi đời em sao như áng mây chiều. Nhìn anh cùng ngày âu yếm, nhìn anh lòng thêm tan. Sao dám nói rằng em thầm yêu anh đó, biết bao người buông lời cười chê. Dám nói rằng em thầm yêu anh đó, biết bao người buông lời cười chê. Trời ơi làm sao dám nói rằng em thầm yêu anh đó, biết bao người buông lời cười chê. Thấy bài hát này, cái tình cảm của cô gái rất là dễ thương và rất là tội nghiệp, phải không vị? Yêu thầm, kẻ yêu thầm. Thì Mai Thiên Vân cũng muốn thay đổi không khí một chút xíu, là ngồi ở đây để hát bài kẻ yêu thầm cũng như là đàn và dây cùng với anh Trung Nghĩa, cho anh em có một cái sự đồng điệu và ấm cúng hơn một chút xíu nữa. Bởi vì nhìn thấy đây là anh Trung Nghĩa 1 nè, đây là anh Trung Nghĩa 2, và ảnh đang đợi Mai Thiên Vân nhường chỗ lại cho ảnh để có anh Trung Nghĩa 3 ở đây quý vị ha. Rất là một cái hình thức rất là sáng tạo quý vị. Thì tiếp tục sau đây thì một bài hát của nhạc sĩ Võ Đông Điền mà Mai Thiên Vân rất là thích và gắn bó với Mai Thiên Vân trong cái tuổi sinh viên. Và hay nghe Làn Sóng Xanh, là những bài hát rất là dễ thương. Đó là bài hát được mang tên Xin Đừng Trách Đa Đa. Và bây giờ Mai Thiên Vân xin nhường chỗ cho anh Trung Nghĩa 3 để đánh đàn cho vị nghe nha.
bước chân đi theo chiều lời ru em ơn mong ngài đưa tiếng em rơi bên sông nhìn mây trôi mơn mông nơi quê chồng em còn buồn không thời gian trôi qua mau nhiều khi ngỡ như là giấc mơ đời không như trong mơ tình yêu có mấy ai đâu thà như mây lang thang nhờ cơn gió đưa về chốn xa đừng như chim đa đa sao vô tình cho buồn người ta ai làm cho giọt mưa tuôn ngược con bướm vàng khi đầu nhánh mù chim chuyền nhánh ớt nhánh dâu lấy chồng xa xứ biết đâu mà tìm tìm em như thế tìm chim chim bay biển bắc anh tìm biển nam chiều 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 ra đứng bờ sông giây phút chặn lòng anh có trách đã trôi qua mau nhiều khi ngỡ như là giấc mơ đời không như trong mơ tình yêu có mấy ai đâu ngờ thà như mây lang thang nhờ cơn gió đưa về chốn xa đừng như chim đa đa sao vô tình cho buồn người dòng xa xứ biết đâu mà tìm tìm em như thế tìm chim chim bay biển bắc anh tìm biển nam chiều 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 ra đứng bờ sông giây phút chặn lòng anh có trách đã vừa rồi là Mai Thiên Vân thay đổi không khí chút xíu để hát một cái bài hát mà hát tiếng Nam để tặng quý vị, bởi vì gốc của Mai Thiên Vân là người miền Nam. Thì cái bài hát vừa rồi là giống như là một cái tình cảm của em dành cho tất cả quý vị ha. Thì tiếp tục sau đây là một cái bài hát rất là đặc biệt mà Mai Thiên Vân cũng ưa thích từ lâu rồi, của nhạc sĩ Thái Thịnh. Thì như quý vị biết là nhạc sĩ Thái Thịnh rất là nổi tiếng những bài hát. Sẵn đây thì Vân cũng kể chút xíu về anh Thịnh ha. Khi mà anh Quỳnh Thi cùng với Mai Thiên Vân làm cái CD Thánh Ca mà Cung Chúc Chinh Vương á quý vị, trong đó có rất là nhiều bài hát về dân hoa. Thì anh Thịnh cũng là người Công giáo. Thì vô tình lúc đó Mai Thiên Vân đang thu cái bài hát Mẹ Là Bóng Mát. Thì tự nhiên cái anh Thi mới nói là: anh Thịnh ơi, bây giờ có một cái bè nào mà vô cái bài hát này điểm dùm vài nốt. Thì thật sự quý vị, anh Thịnh rất là có khiếu. Khi mà anh Thịnh nghe thì anh Thịnh viết vài cái phần bè thôi quý vị, thì tự nhiên cái bài hát
nó hay hẳn lên và khi nghe lại rất là thích. Và sau này cái bài hát đó đó, nhiều rất là nhiều ca đoàn cũng như rất là nhiều nhà thờ mở cái bài hát của Mai Thiên Vân lên mỗi tháng 5 là hát về dân hoa và cho các em múa. Thì bài hát là Mẹ là bóng mát. Thì sẵn đây thì Mai Vân chia sẻ một chút về cái sự tài hoa của anh Thái Thịnh. Thì sau bài Duyên Phận và còn rất là nhiều bài của anh, thì anh có sáng tác thêm một cái bài hát mà Mai Thiên Vân cũng rất thích về cái giai điệu của bài hát này cũng như là những cái ca từ. Thì anh cũng có những cái ca từ anh viết rất là hay. Thì đặc biệt gửi tặng quý vị cũng như là theo yêu cầu của chị Thủy, muốn Mai Thiên Vân hát bài này. Mai Thiên Vân cũng rất là bạo gan để hát thử cho quý vị nghe quý vị nha. Thì mong quý vị sẽ cùng thưởng thức cái bài hát của nhạc sĩ Thái Thịnh được mang tên Đoạn Tuyệt. Mà tôi đâu có ai.
tôi khóc cười đường cay đắng đôi bờ môi. Đường tình ta đi là đi vào biệt ly, chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì. Người đi quá rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Người đi quá rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng. Quý vị thấy cái câu chót nhạc sĩ Thái Thịnh có viết là người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Thì trong lúc này quý vị đã thấy thì ai cũng lo lắng và ai cũng hoang mang trong cái tình cảnh như thế này. Thì Vân mong rằng khán giả sẽ không quên Mai Thiên Vân, cũng như không quên Trung tâm Thúy Nga và các anh chị em nghệ sĩ. Và mong rằng sẽ một ngày rất là gần, Mai Thiên Vân cũng như Trung tâm Thúy Nga sẽ lại được trở lại cùng hội ngộ với tất cả quý vị và cùng được hát, cùng được vui và cùng được chia sẻ những tâm tình qua những tác phẩm nghệ thuật mà Mai Thiên Vân, các anh chị em nghệ sĩ và Trung tâm Thúy Nga luôn lúc nào cũng muốn gửi đến tất cả quý vị. Và sau đây thì sau Mai Thiên Vân thì sẽ có một số anh chị em khác sẽ gửi cho quý vị những cái chương trình Music Box tiếp theo. Mong rằng quý vị sẽ cùng xem và chia sẻ để có những cái tác phẩm và những cái chương trình như thế này đến với quý vị khán giả. Một lần nữa Vân xin cảm ơn Trung tâm Thúy Nga, cảm ơn các anh chị em quay phim cũng như là anh Khanh, em nói tên không hết, anh Thi, chị Thủy, anh Dương, Tín, chị Hương, chị Khánh Vương cũng như là anh Nghĩa và Peter đã có những cái cống hiến cho cái buổi ngày hôm nay. Thì Vân xin một lần nữa cảm ơn các anh chị và cảm ơn quý vị rất nhiều, và mong gặp lại quý vị trong một cái chương trình gần nhất. Thank you.